Chào cả nhà đã quay trở lại kênh Biết Quê Miền Tây. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn có lẽ rất là quen thuộc với mọi người, đó là món bánh chuối chiên. Nhưng với cách làm mới này, bánh của chúng ta làm ra giòn xốp, thơm ngon và để lâu không bị mềm. Mời cô chú, anh chị và các bạn hãy cùng vào bếp làm món bánh chuối chiên với mình nha. Với món bánh này mình cần sử dụng 200g bột gạo lọc, 100g bột mì đa dụng, 60g bột chiên giòn, cùng với 100g bột bắp, 80g đường cát, ở đây thì mình sử dụng đường cát vàng, một ít bột nghệ, một chút xíu muối và một ít mè, cuối cùng là một ít chuối xiêm chín nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi pha phần bột này. Mình cho vào tô 200g bột gạo lọc. Bột gạo thì mình sử dụng dạng cục như vậy nè các bạn. Mình chiên bánh sẽ giòn ngon hơn. Cùng với 100g bột mì đa dụng. Phần bột này sẽ giúp cho bánh của chúng ta thêm giòn xốp hơn. Tiếp theo là 100g bột bắp. Rồi mình cho thêm 60g bột chiên giòn, 80g đường cát, ở đây thì mình sử dụng đường cát vàng, các bạn có thể sử dụng đường cát trắng nha, cùng với một ít muối, một muỗng cà phê bột nghệ. Rồi mình trộn cho phần bột này đều lên, mình sẽ cho nước vào. Phần độ ngọt của vỏ bánh thì tùy theo khẩu vị của gia đình ha. Nếu các bạn thích ăn ngọt thì có thể tăng lượng đường lên. Bột đã được trộn đều rồi, mình cho 480ml nước lọc vào. Mình vừa cho vừa phấy đều. Tùy theo độ hút nước của từng loại bột mà các bạn có thể gia giảm lượng nước cho vào bột nha. Bột như vậy đã xong rồi, mình sẽ cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Trong thời gian đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi lột phần vỏ chuối để ép nha cả nhà. Chuối này mình lột vỏ ra để lát nữa mình vừa chiên vừa ép sẽ nhanh hơn. Bánh chuối chiên thì mình nên chọn chuối chín mùi, khi chiên ra bánh của mình ngọt hơn và không bị chát nữa. Chuối mình đã lột xong rồi, bây giờ mình sẽ đi ép chuối để chiên bánh. Mình dùng một cái bọc ni lông, mình cho chuối vào rồi quấn lại. Rồi mình dùng thớt ép nhẹ xuống cho chuối dẹp ra. Như vậy là mình đã ép xong miếng chuối rồi nè các bạn. Mình ép chuối dài ra và mỏng, có độ dày vừa phải, như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị chảo dầu để chiên bánh nha. Lúc này bột mình ủ đã được 30 phút rồi. Mình cho một ít mè vào để khi chiên bánh lên sẽ thơm hơn. Với món bánh này mình cho dầu nhiều và chiên ngập dầu nha các bạn. Hôm nay mình sẽ sử dụng bẻ chuối này để đổ bánh. Còn nếu các bạn nào không có bẻ chuối thì mình có thể sử dụng cái sạn ha. Mình thả miếng chuối đã ép vào tô bột, cho miếng chuối thấm đều bột vào hai mặt. Sau đó mình cho lên bẻ chuối và đổ bánh vào chảo dầu ha. Lúc này dầu đã nóng, mình thử thấy dầu đã sôi quanh đũa, rồi mình sẽ cho bánh vào chiên nha các bạn. Khi bánh nổi lên thì mình sẽ chở bánh lại. Mình đợi lớp bột bên ngoài hơi áo cứng lại và nổi lên thì mình sẽ đi nhúng lớp bột thứ hai.
Lớp bột thứ hai này giúp cho chuối được áo bột nhiều hơn, và khi chiên chuối phồng lên thì chuối sẽ không bị bể ra, làm khét bánh của chúng ta sẽ không đẹp. Mình cho chuối vào chiên tiếp nha các bạn. Trong lúc đợi miếng chuối vàng thì mình sẽ đi ép chuối và chiên miếng chuối thứ hai. Với cách làm thứ hai này, mình cho một ít bột lên bẹ chuối, rồi cho miếng chuối lên. Sau đó phủ một ít bột đều lên trên, rồi mình cũng cho vào chảo chiên luôn nha. Bánh chuối thì mình chiên lửa hơi lớn để bánh được phồng lên và không bị rút dầu. Mình chở bánh cho bánh vàng đều hai mặt. Bánh của mình lúc này phồng lên và có màu vàng ươm rất đẹp luôn nè các bạn. Mình thấy bánh vừa nổi lên thì mình sẽ cho ra tô bột, mình nhúng bột lần hai nha. Cái bánh thứ nhất mình chiên đã vàng rồi. Bây giờ mình sẽ gấp ra để cho ráo dầu. Bánh phồng lên có màu vàng rất đẹp luôn nè các bạn. Cái bánh thứ hai của mình cũng đã vàng luôn rồi nè. Mình cũng gấp ra để cho ráo dầu và tiếp tục chiên hết phần hộp còn lại. Bánh mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Mình sẽ bẻ ra bên trong cho các bạn xem ha. Với công thức này, bánh chuối chiên của mình bên ngoài giòn rụm, thơm quỷ mè, còn bên trong rỗng xốp với độ ngọt vừa phải. Chuối của mình chín mùi á thì ăn hương vị nó càng thơm ngon hơn đó các bạn. Các bạn hãy thử làm theo công thức trên mình chia sẻ để có được một món bánh chuối hấp dẫn chiêu đãi cả gia đình. Nếu các bạn thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.